Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp sát hạch lái xe đồng bằng tổ chức giao lưu bóng đá nhân kỷ niệm 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Với tinh thần giao lưu đoàn kết, các đội thi đấu hết mình với những đường truyền đẹp mắt, những bàn thắng ấn tượng. Thông qua đó nhằm mục đích lập thành tích chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, tạo không khí thể thao sôi nổi và sân chơi lành mạnh, rèn luyện thể chất và tinh thần cho cán bộ công nhân viên, đồng thời tiếp tục duy trì và phát triển phong trào thể thao ngày càng sâu rộng và có chất lượng.